Liệu có phải Trung Quốc viện trợ hệ thống khủng cho Campuchia? Rất có thể trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ viện trợ hệ thống tên lửa phòng không KS-1A cho Campuchia, loại vũ khí cũng được Bắc Kinh bán cho Myanmar. Cụ thể, tại cuộc gặp với người đồng cấp thường vạn toàn hồi cuối năm 2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Thê Banh đã đề nghị phía Trung Quốc cung cấp tên lửa phòng không có thể bắn tầm xa, khiến những phi cơ bay nhanh cũng không chạy thoát. Theo nhận định của truyền thông quốc tế, rất có thể Campuchia muốn nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung di động KS1A tương tự loại mà Trung Quốc đã bán cho Myanmar hồi đầu năm 2014. Nhà sản xuất Trung Quốc cho biết, KS1A bao gồm hai thành phần chính, đó là bốn bệ phóng cơ động, tám đạn trên bệ phóng và đài radar bắt mục tiêu điều khiển hỏa lực SG202. Ngoài ra, còn các thành phần hỗ trợ như xe tiếp đạn, 18 đạn dự trữ, sửa chữa và hậu cần. Trong đó, SG-202 là đài radar mạng pha 3D đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế để theo dõi, bắt mục tiêu và dẫn đường tên lửa tấn công. SG-202 đạt tầm trinh sát là 115 km, theo dõi tầm 80 km và dẫn đường tên lửa ở tầm 50 km. Hệ thống radar được quảng cáo là có khả năng dẫn đường cho hai tên lửa cùng tấn công một mục tiêu, tăng khả năng kháng nhiễu điện tử. Hệ thống radar này được thiết kế chủ yếu để bắt mục tiêu máy bay có cánh cố định và trực thăng, nhưng nó cũng được cho là có khả năng hạn chế trong bắt mục tiêu tên lửa hành trình. Đạn tên lửa dùng cho hệ thống KS-1A Sam dài 5,6 m, đường kính thân là 0,4 m, sải cánh 1,2 m, trọng lượng 886 kg, lắp đầu đạn nặng 100 kg. Đạn sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với lực đẩy kép cho phép đạt tầm bắn từ 500 m tới 25 km, tầm bắn xa từ 7 đến 42 km. Vấn đề của KS-1A Sam nằm ở cơ cấu bệ phóng. Theo đó, phần đạn tên lửa được treo dưới ray phóng thay vì nằm bên trên. Cách bố trí này gây nhiều khó khăn cho quá trình khởi động tên lửa. Trong chiến đấu, động cơ tên lửa phải được khởi động trước khi hệ thống treo bung ra, nếu không quả đạn sẽ rơi ngay trên đầu bệ phóng. Đây thực sự là nhược điểm chết người của KS-1A Sam. Việc tái nạp tên lửa cũng gặp nhiều khó khăn, không rõ tại sao Trung Quốc lại thiết kế KS-1A Sam với cơ cấu phóng kỳ lạ như vậy. Mặc dù thế thì việc sở hữu một tổ hợp đánh chặn tương đối hiện đại như KS-1A Sam sẽ giúp cho sức mạnh của lực lượng phòng không quân đội Hoàng gia Campuchia được nâng lên tầm cao mới, bởi hiện nay họ chỉ có các tên lửa tầm thấp dạng vác vai FN-6 trong biên chế. Ngoài tên lửa phòng không, Campuchia còn muốn Trung Quốc cung cấp khinh hạm Type 054 hoặc Type 054A. Tuy nhiên, do là lớp tàu chiến hiện đại mới đi vào phục vụ cách đây chưa lâu nên nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chuyển giao cho Campuchia hai khu trục hạm Type 051DT sắp bị loại biên. Trung Quốc xóa nợ 90 triệu đô la Mỹ cho Campuchia. Trung Quốc đã hủy bỏ món nợ 90 triệu đô la Mỹ của Campuchia và sẽ hỗ trợ thêm 15 triệu đô la Mỹ cho Bộ Quốc phòng nước này, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 13 tháng 10 trong chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo phát ngôn viên của Thủ tướng Campuchia, ông Eang Sofalet, có tổng cộng 31 thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm này. Theo Daily Journal Online, ông Tập nói với Thủ tướng Hun Sen rằng Trung Quốc sẽ hủy món nợ 90 triệu đô la Mỹ Campuchia mượn vào năm 2015 và cùng nhất trí mở rộng thương mại từ 4,4 tỷ đô la Mỹ lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc cũng đảm bảo rằng sẽ khuyến khích người dân đến thăm Campuchia, nâng tổng số khách du lịch từ 700.000 lên 2 triệu vào năm 2020. Đáp lại, ông Hun Sen cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trích lời Thủ tướng Campuchia Campuchia sẽ không thể phát triển như hiện tại nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ông Hun Sen đề nghị được ủng hộ nhiều hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, đầu tư, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng. Theo phát ngôn viên Sofalet, ông Tập hứa hẹn thuyết phục các doanh nghiệp Trung Quốc giúp đỡ Campuchia xây sân bay mới ở tỉnh Siem Reap và một tuyến đường sắt mới. Tuy nhiên, ông Sofalet từ chối tiết lộ việc hai lãnh đạo trên có thỏa thuận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông hay không. Trung Quốc là đồng minh thân cận và đối tác kinh tế của Campuchia. Bắc Kinh đã viện trợ và đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào Campuchia trong một thập kỷ vừa qua, miễn thuế hàng trăm mặt hàng thương mại và xóa nợ. Đáp lại, Campuchia bày tỏ sự ủng hộ Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả tranh chấp đang diễn ra của Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Tập Cận Bình tiết lộ ý đồ bành trướng xuống phía nam của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Campuchia và bắt đầu đặt chân tới Bangladesh. Theo giới quan sát, đây là chuyến thăm quan trọng nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 8 khai mạc tại Ấn Độ diễn ra vào chủ nhật tuần này, ngày 16 tháng 10. Sau khi phát triển ngoại giao theo hướng đông tây, Bắc Kinh bắt đầu vươn vòi bạch tuộc tăng cường ảnh hưởng phía nam, nỗ lực thúc đẩy hợp tác nam nam. Điều này đã giúp Trung Quốc tìm được tiết tấu phù hợp trong ván cờ lớn với Mỹ. Báo đa chiều nhận định như vậy. Với Bangladesh, Tập Cận Bình đề nghị phát triển quan hệ hợp tác chiến lược song phương mật thiết nhằm phục vụ cho chính sách một vành đai, một con đường của Bắc Kinh. Với Campuchia, ông Tập nhấn mạnh Campuchia là thành viên quan trọng trong khối ASEAN và ngày càng phát huy được vai trò trong các sự vụ quốc tế và khu vực, nên mong muốn hai bên sẽ phát triển quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới. Giới nhận định phân tích, phát biểu của Tập Cận Bình tiết lộ 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc Campuchia, Trung Quốc Bangladesh phát triển đồng nghĩa với bức tường thành phía Nam của Bắc Kinh ngày càng chắc chắn. Một số ý kiến cho rằng chuyến thăm của ông Tập như lời cảm ơn tới Campuchia và Bangladesh vì sự ủng hộ của họ đối với Bắc Kinh trong vụ kiện Biển Đông. Đặc biệt, Bangladesh luôn được biết đến như một đồng minh thân thiết của Mỹ và Ấn Độ và với việc hai nước ký kết ít nhất là 21 thỏa thuận trị giá đến gần 40 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc gần như đã kéo Bangladesh khỏi vòng tay Mỹ và Ấn Độ. Bởi xét ở mức độ nào đó, khu vực Nam Á cũng là sân sau của Trung Quốc. Theo ông Tưởng Cảnh Khuê, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết như vậy. Đa chiều nhận định ASEAN là bàn đạp quan trọng trên con đường phát triển phía Nam, nỗ lực thúc đẩy phát triển quan hệ với ASEAN có ý nghĩa đặc biệt với Bắc Kinh. Nhưng do ảnh hưởng từ chiến lược tái cân bằng châu Á của Mỹ, Trung Quốc gặp nhiều khó khăn để xây dựng mối quan hệ thân thiết với các quốc gia ASEAN. Đa chiều phân tích, củng cố quan hệ với các nước phía Nam là bước đi quan trọng trong xung đột Trung Mỹ. Điều thứ hai, Tập Cận Bình thăm Bangladesh, Campuchia nhằm bắt cầu cho chiến lược một vành đai, một con đường mà thực tế chính là một hình thức thúc đẩy hợp tác Nam Nam, xác lập vai trò của Trung Quốc trong liên kết hợp tác giữa nước phát triển và nước đang phát triển. Theo giới quan sát, Campuchia thực chất không có vai trò quan trọng trong dự án đường xuyên Á cũng như chiến lược một vành đai, một con đường của Trung Quốc, nhưng lại là một trong những quốc gia có quan hệ ổn định nhất với Bắc Kinh. Điều này lý giải vì sao bất cứ chiến lược nào của Bắc Kinh được tiến hành ở Phnom Penh đều thu được kết quả khá khả quan. Trước đó, trong chuyến thăm Ấn Độ vào năm 2013, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất ý tưởng xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và thúc đẩy phát triển thị trường hai nước Trung Ấn. Cùng năm, Bắc Kinh cũng đề xuất phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc, Pakistan, hiện nay trung quốc đang có kế hoạch liên kết hai hành lang kinh tế này thành một thể thống nhất tuy nhiên đây là bài toán cực hóc búa bởi ấn độ pakistan đang tồn tại sự mâu thuẫn khá sâu sắc nhưng bangladesh và ấn độ lại có quan hệ khá mật thiết nên chuyến thăm viếng tới bangladesh lần này của chủ tịch trung quốc có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc thúc đẩy hành lang kinh tế trung quốc ấn độ bangladesh điều thứ ba sau khi phát triển con đường ngoại giao theo hai hướng đông và tây bắc kinh quyết định tiếp tục ra tay ở phía nam theo đa chiều, trước tình hình hiện tại, Trung Quốc sẽ củng cố được sức mạnh ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Ở phía Tây, Trung Quốc tích cực hợp tác kinh tế với Pakistan, chủ động tham gia vào chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố hồi giáo cực đoan, tăng cường liên thủ với Nga và tham gia tích cực tại khu vực Trung Đông. Đa chiều kết luận, mọi sắp đặt ở phía Nam đều nằm trong dự tính của Bắc Kinh, chỉ cần Mỹ không từ bỏ kế hoạch bao vây Trung Quốc, Bắc Kinh tất sẽ có hành động phản pháo. Trung Quốc cảnh báo thế lực thù địch làm dối tinh thần binh sĩ. Thưa quý vị, theo Reuters, tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố kế hoạch cải cách quân đội. Theo đó, sẽ cắt giảm khoảng 300.000 binh sĩ, tương đương 13% trong tổng số 2,3 triệu quân. Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc đối mặt với tình trạng bất ổn tăng cao do tăng trưởng chậm và cải cách kinh tế gặp nhiều khó khăn. Ngày 11 tháng 10, hàng trăm cựu binh đã biểu tình phản đối ở Bắc Kinh. Cải cách là một phần của chiến lược hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, trong đó chú trọng đầu tư các thiết bị công nghệ cao thay thế các thiết bị cũ như máy bay tàng hình và tên lửa chống vệ tinh. Điều này dẫn tới thực tế quân đội Trung Quốc không cần duy trì một lượng lớn binh sĩ như hiện nay. Trong một bài xã luận nhật báo của quân đội Trung Quốc cho biết, các tin đồn về cải cách đã tràn ngập mạng xã hội và các chuyên gia tự xưng loan truyền đủ các câu chuyện vô căn cứ làm rối loạn tinh thần những người lính buộc phải xuất ngũ theo chính sách cắt giảm binh sĩ. Nhật báo của quân đội Trung Quốc bình luận các binh sĩ phải nhận thức rõ ràng rằng đại đa số các tin đồn trên mạng từ những người sử dụng internet vốn không thể phân biệt được đúng sai dễ chìm trong tưởng tượng và suy đoán tờ báo này nhấn mạnh nỗ lực gieo rắc hỗn loạn này của các thế lực thù địch sẽ chỉ là vô vọng báo trung quốc không chỉ rõ thế lực thù địch ở đây là lực lượng nào quân đội trung quốc thừa nhận một số cựu binh đã tin vào câu chuyện trên internet và lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ các binh sĩ có trách nhiệm không được tin những tin đồn và chỉ nên đọc những tin tức từ các nguồn chính thức báo quân đội trung quốc cho biết như vậy chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần hứa sẽ thu xếp công việc mới cho những người xuất ngũ. Hàng trăm nghìn hầm trú ẩn sẵn sàng cho thế chiến thứ ba và ngày tận thế. Một hệ thống các hầm trú ẩn ngày tận thế và nơi tạm trú bụi phóng xạ đang được xây dựng trên khắp nước Mỹ và châu Âu do công ty Vivos thực hiện dựa trên các đơn đặt hàng. Vivos tiết lộ những hầm trú an toàn này được chìm sâu trong lòng đất ở những địa điểm an toàn, tách biệt và nay hàng trăm nghìn hầm trú đã được chuẩn bị cho ngày tận thế. Công ty Vivus được thành lập bởi doanh nhân Robert Vicino và họ hiện đang có 3 địa điểm được chuẩn bị để tiếp nhận các đơn hàng và thi công trên toàn cầu. Doanh nhân Robert Vicino cho biết ông lấy cảm hứng để thiết kế ra những hầm trú ẩn từ những năm 1982 sau khi được cảnh báo về một ngày tận thế sắp xảy ra. Doanh nhân Robert Vicino chia sẻ, lúc đó tôi đã nghĩ nó thật điên rồ và tôi đã quên bén cái kế hoạch cho ngày tận thế nhưng khoảng 30 năm sau, tôi đã nói về nó một lần nữa và nhận ra bây giờ là lúc cần thiết nhất để làm việc đó. Ông Robert Vicino cũng nói rằng, ngay cả trong trường hợp chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, khi một cuộc tấn công hạt nhân nổ ra, ngay cả khi bạn sống sót thì những bức xạ và chất độc để lại cũng không khác gì địa ngục trần gian. Vicino hứa hẹn mạng lưới các hầm trú ẩn ngày tận thế sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Giá cho mỗi hầm trú ẩn không hề rẻ, với từ 20.000 bảng Anh trở lên tùy vào nội thất và dịch vụ bên trong. Robert Vicino cho biết khách hàng của ông chủ yếu là giới nhà giàu và những người có thu nhập ít nhất là 8.000 bảng mỗi năm. Ông Robert Vicino nói đây là một sứ mệnh nhân đạo nhưng cá nhân tôi không thể đủ khả năng để mở nhà từ thiện và xây dựng mái ấm miễn phí.